Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình mà chúng ta có là mà Tết hàng năm, năm nào cũng năm đầu tiên công chiếu là năm 2021. Đúng. À tính ra năm đầu tiên chính là năm 2020 nhưng mà mấy cái video năm 2020 bị xóa bay màu khỏi YouTube rồi. Mà rồi tự mình xóa nha chứ không YouTube không xóa à. Cho nên nó năm 2021 mới là tính là sống năm đầu tiên. Thì mà Tết Vlog phát sóng. Và năm này chính là năm thứ hai mà Tết Vlog này phát sóng. Các bạn nói đúng rồi đây. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tết Vlog 2022. Ok, và trong số Tết Vlog và trong số đầu tiên này thì tụi mình sẽ không nói gì nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện một chút về Tết. Đó, và khách mời của ngày hôm nay của chúng ta đó chính là anh Hà Sơn. Ayo, tôi đây. Còn bây giờ tôi sẽ cho anh 2 giây để anh tự giới thiệu về bản thân và mình. Lưu ý là phải giới thiệu tên nha. Ok, và xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là... Hết giờ. Dù anh có nói đi chăng nữa thì đâu có ai biết tên anh đâu. Thì chỉ biết tên anh là anh thật sống thôi mà. Dạ, yeah, rồi. Ok, và ngày hôm nay trước khi bắt đầu vào tập này chúng mình sẽ sneak biết cho các bạn một tí về cái tập phim sắp công chiếu đấy nhá. Hai bạn hãy xem đi. Thì cái tập phim này nó sẽ công chiếu vào ngày nếu vào ngày 29 tháng 1 và ngày 30 tháng 1 năm 2021, các bạn hãy đón xem nha. Còn bây giờ ha, và bây giờ sau này chúng ta sẽ bắt đầu đến với chương trình này, chúng ta sẽ bắt đầu đến với số với chương trình của chúng ta ha, với chủ đề Tết làm gì cho ngầu. Còn bây giờ thì tôi xin hỏi đây anh hàng xóm một số câu hỏi về người cái chuyện này nha. Anh hàng xóm ơi, bây giờ anh có thể cho chúng tôi biết là ngày Tết thì người ta sẽ thường thường làm cái gì? Kiểu như Tết ngày xưa nha. Thì Tết ngày xưa thì người ta sẽ đi mua đồ bánh chưng rồi nè. Đó, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi mua cái, chúng ta sẽ nồi canh ngồi quay quần lên cái nồi bánh chưng canh cho nó chín nè. Rồi trang trí dọn dẹp nhà cửa trước 30 Tết rồi nè. Rồi sau đó là dùng bi đầy đủ hết trơn luôn á. Nhưng mà trước Tết á là đi mua sắm đầy đủ các thứ rồi, cho nên là phải trang trí cho nó đẹp, có đèn hoàng tí. Cảm ơn anh vì đã có những lời chia sẻ này. Và bây giờ anh có thể nói luôn cho chúng tôi biết là cách để mà cho một cái Tết rất hiện đại đối với mấy bạn trẻ Gen Z đang xem video này đi. Thì thật ra tôi hôm nay cũng không có nói gì nhiều, chỉ nói là các bạn ở nhà thì vẫn đón Tết truyền thống như bình thường. Các bạn cứ làm những cái gì hồi nãy tôi đã nói. Rồi các bạn ở nhà nếu mà rảnh quá thì phải đúng cái trend ngày Tết nè, trên TikTok đó nha. Nè, bạn nào thích làm TikTok thì có thể đúng trên TikTok. Còn không thích làm TikTok thì nếu các bạn có rảnh về YouTube tí thì cũng chấp nhận luôn, các bạn cũng phải làm YouTube đồ. Giống như tôi là bây giờ tôi phải làm cái vlog ngày Tết nè. Cho nên nó là ngày Tết của chúng ta và chúng ta phải cực đơn giản. Tuy năm nay chúng ta có ít được về quê, đối với một số bạn mà không muốn người ra dịch đó thì các bạn hết sợ về quê, cho nên các bạn ở nhà cái buồn chán rồi không biết người đúng không, thì các bạn sẽ phải là ở nhà là các bạn đón Tết giao thừa với cha mẹ, rồi video call với ông bà nếu các bạn mà có điều kiện ở nhà nha. Đó thì đó là những cách để mà đón Tết cực kỳ đơn giản tại nhà thôi. Chúng tôi chỉ nói tới đó rồi, đó chỉ là lời khuyên mà. Nếu mà muốn đón Tết nữa thì cứ đi hỏi người ta đi rồi biết. Ok, và cảm ơn cái sợ lương lẹo của anh quan hệ sao đối với chúng tôi. Còn bây giờ anh có thể cút ra khỏi chương trình được đấy. Ok, và ok, và đó là những gì chúng ta chia sẻ và ngày hôm nay. Và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ xem tiếp một vài cảnh sneak peek của cái tập phim đặc biệt sắp tới này nha. Ok, và đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Hay, và cảm ơn các bạn đã xem video, xem hết video này. Và nếu các bạn có thấy video rất là hữu ích thì các bạn hãy nhớ nhấn một like, một share và còn subscribe để mà cho kênh được phát triển trong ngày Tết này hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào, đến lúc mà xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái số mà Tết Vlog tiếp theo. Bye bye! Surprise,